Bạn Lê Nguyễn có hỏi bác sĩ rằng là khi mà ba em đi khám và được các bác sĩ kết luận rằng là cơ thể của ba em bị nhiễm hàn khí nặng, thì đối với trường hợp này thì bác sĩ có lời khuyên gì đối với tình trạng sức khỏe của ba em không? Em cảm ơn. Đối với những người thể trạng âm thịnh dương hư và cơ thể bị nhiễm hàn khí thì cái nguyên tắc điều trị chung đó là phù dương phá âm và đẩy hàn khí ra bên ngoài. Có làm được như vậy thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh được. Nhưng mà trong cái quá trình điều trị thì cũng tùy thuộc vào cái mức độ nông sâu của hàn khí, rồi mức độ ít nhiều của hàn khí ra làm sao và hàn khí đang ở kinh lạc nào, thì khi đó chúng ta sẽ có cái phương pháp điều trị cho phù hợp. Theo như mô tả của bạn thì triệu chứng của ba bạn đã bị nhiễm hàn khí lâu năm thì khả năng là hàn khí đã vào kinh thiếu âm, và trong thiếu âm kinh thì có triệu chứng đó là hàn hóa chứng và điển hình đó là tâm thận dương hư, âm tà thiên thịnh. Chính vì triệu chứng âm thịnh dương hư mà người lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ rồi thiếu năng lượng và mạch thì vi tế. Ngoài ra thì cũng có một số cái triệu chứng khác giống như là người thì sợ lạnh, tay chân lạnh, đại tiện thì phân lỏng nát, tiểu tiện thì trong và dài. Và trong trường hợp này, nguyên tắc chung để điều trị đó là phù dương phá âm và bài thuốc thường sử dụng đó là bài tứ nghệ tang. Và quan điểm điều trị của Đông y đó là biện chứng luận trị, nên là sẽ tùy theo cái triệu chứng của bệnh nhân thì khi đó là các bác sĩ sẽ đưa ra cái bài thuốc tứ nghệ tang gia giảm cho phù hợp lại với cái cơ địa của bệnh nhân và đem lại hiệu quả tốt nhất. Và trong cái quá trình khám bệnh của mình thì bác sĩ nhận thấy có một số cái trường hợp sau đây mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó là âm thịnh cách dương ở bên ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng bài thuốc thông mạch tứ nghệ thang để đạt dương khí nội ngoại để điều trị. Và trường hợp thứ hai đó là âm thịnh cách dương ở bên trên thì chúng ta sẽ sử dụng bài bạch thông thang để tuyên thông dương khí thượng hạ để điều trị. Đối với cái trường hợp âm thịnh dương hư, thủy khí xâm lấn thì ngoài việc chúng ta phù dương phá âm, chúng ta còn phải lợi thủy khí. Thì trong trường hợp này, bài thuốc mà bác sĩ thường xuyên sử dụng đó là bài phụ tử thang hoặc là bài chân vũ thang để điều trị cái tình trạng này rất là hiệu quả. Đối với trường hợp là chúng ta bị âm thịnh dương hư và kim theo có thái dương biểu chứng, tức là hàn khí đang lưu lại ở bên ngoài của cơ thể chúng ta, thì khi đó là chúng ta sẽ phải vừa ôn kinh mà vừa giải biểu. Thì bài thuốc thường mà bác sĩ sử dụng đó là bài ma hoàng phụ tử tế tân thang hoặc là bài thuốc ma hoàng phụ tử cam thảo thang. Thì các bạn có thể thấy là cũng một cái triệu chứng đó, nhưng mà ở trên lâm sàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những trường hợp khác nhau và nhiều cơ địa bệnh nhân khác nhau, nên là trong cái quá trình mà điều trị á, thì tùy theo cái triệu chứng của bệnh nhân và cái thể trạng của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ gia giảm cho một chút để cho phù hợp và mang lại cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Tổng kết lại của cái video của ngày hôm nay là đối với những ai mà đang có cái tình trạng mà dương hư, người sợ lạnh, tay chân lạnh và cảm giác người luôn luôn sợ gió lạnh đó và chịu lạnh rất là kém đó, thì các bạn hãy cần đến gặp các bác sĩ đông y, và đặc biệt là những bác sĩ đông y nào mà có nhiều kinh nghiệm và lâu năm rồi, thì khi đó các bác sĩ sẽ đưa ra cái toa thuốc nó chuẩn và giúp cho cái tình hình sức khỏe của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Việc mà các bạn tìm được cho mình một bác sĩ đông y có kiến thức và có kinh nghiệm sẽ rút ngắn được cái thời gian điều trị của các bạn rất là nhiều, nên là chúc các bạn tìm được cho mình một bác sĩ đông y điều trị tốt nhất. Buổi chia sẻ của bác sĩ đến đây là kết thúc. Bác sĩ sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ kiến thức lần sau. Nếu thấy video của bác sĩ hay và hữu ích thì hãy nhấn nút follow ở bên dưới và nhớ là chia sẻ video này đến với cộng đồng và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!